chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2021. Đây là một chậu lan kiếm xanh Huế. Tôi dự định là sẽ tách cái giả hành này ra để trồng riêng vào một chậu Tuy nhiên nếu mà mình tách cái giả hành này ra Thì sẽ phải cắt trụi hết rễ của cái giả hành này đi Nếu mà cắt trụi rễ đi Thì khi mà cái, cái này nó đẻ mầm á thì cái mầm đấy nó sẽ hoàn toàn là phụ thuộc vào cái cây mẹ Cái này Điều đó là không có tốt Bây giờ tôi sẽ tách âm Có nghĩa là tôi sẽ tách cái củ này với cái con của nó ra tách ra tách rời ra tách âm nghĩa là mình tách xong mình vẫn cứ để cái cây này ở chính cái chậu này mình không có nhổ ra nhé các bạn tách âm á, là nó còn giữ lại được nguyên bộ rễ thì cái mầm nó đẻ mầm thì cái bộ rễ của cái cây này và chính bản thân cây này nuôi cái mầm đấy như vậy cái mầm đấy sẽ được hai nguồn sữa hai nguồn dinh dưỡng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với lại một nguồn. Và khi mình tách như vậy thì cây này đỡ bị suy. Vậy thì suy thì nó sẽ sinh ra hiện tượng gì? Đây, mời các bạn xem ạ. Một số những cái cây mà mình không tách âm mà mình tách hẳn ra luôn. Thì cây nó suy này, nó vàng nhá, nhăn nheo. Và nhìn nó rất là kém sắc. Mặc dù là tôi đã dúi nó vào một góc như vậy. để giữ ẩm, hạn chế tình trạng mất nước qua thân và mất nước qua lá, nhưng mà vẫn không ăn thua, vẫn bị các bạn ạ, đây này. Thậm chí là nó vàng luôn này. Đấy. Nếu mình tách âm thì nó đã không vàng rồi. Thì tôi đã tách âm khá là nhiều cây ở trong vườn rồi mình không có nhổ nó ra thôi thì nó đâu có vàng được ở đây thì tôi có cây xanh huế này tôi cũng đã tách rồi đây này cây này này tách rồi nhá rồi cây phan trí đây tôi cũng đã tách âm ra rồi và có dấu hiệu là đẻ mầm rồi đây ạ tôi thấy cái mầm xanh xanh nó ở dưới gốc của cái giả hành đó đó là một cái hướng rất là tích cực hoặc là ví dụ như ở bên này hai cây huế này tôi cũng tách âm ra rồi đây này tôi tách rời ra luôn rồi cũng được uh, mười mấy ngày rồi đấy nhưng mà không có dấu hiệu bị vàng hay là bị suy đó là cái mặt lợi của việc tách âm vậy thì tách xong thì sẽ làm như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ ở phần sau Đấy. ví dụ như cái cây này của tôi cũng đã tách rồi đây, này, cái này này tôi tách ra rồi nha, nhưng mà tôi vẫn để ở đây, đấy nó lắc lắc, lắc được như vậy, tại vì có bộ rễ đó, hay là chậu bên này tôi cũng đã tách rồi đây, tách cây này này, tách hẳn ba cây ra luôn rồi, đây ạ, à. đây cũng là một cây xanh huế nhé các bạn, cây này tách ra rồi này, cây này tách ra rồi này, một này hai đây các bạn nhìn nhé, nó lắc này, đó. Nào, nó rời ra rồi đó. thì bây giờ đến lượt cây này mà muốn tách ra thì chúng ta cần phải chuẩn bị một vài thứ bao gồm có một con dao con dao này của Thái nhá, Kiwi này, uh, made in Thái Lan này các bạn. Dao của Việt Nam thì thôi bỏ đi nó không có độ độ dẻo đâu, kém lắm. Sao khó lấy nét thế nhỉ? Đấy. Tôi đã mài rất là sắc và nhọn. Sắc cả hai bên nhé các bạn. Bên này và bên này đều sắc. Còn đây là cồn 70 độ. Tôi cho cồn 70 độ đây. Thì trước khi mình làm ấy, mình nên xịt này. Để vệ sinh cái con dao cho sạch nha các bạn. Không có là nó dễ bị sần lắm đấy. Thì sần là như thế nào? Đây tôi mời các bạn xem này. Tôi làm bị sần mất một cây. Là cây vàng tây Ninh đấy các bạn. Đây này. Nó bị sần này. Đây là hiện tượng bị virus nha. Lúc đầu cây mẹ đâu có sần đâu các bạn nhìn này đấy mình làm nó không sạch sẽ nên sau đó nó bị sần này cây con bị sần này như vậy thì giá trị nó giảm đi rất là nhiều luôn đấy thì bên này cũng là những cây vàng tây ninh đây nhưng nó có bị sần đâu này nó cùng một khóm đấy các bạn mình làm nó không cẩn thận ý, thì bị mất một cây cái này ra có bị sần đâu đây nữa này đâu có sần đâu nói chung là do mình dở dở thôi May mà chỉ bị cây vàng Tây Ninh đấy. Chứ còn nếu mà bị cây Huế hay cây Trí thì cũng là thôi hối hận xanh ruột. Bởi vậy cho nên là tôi nghĩ là mình làm một cái gì đó mình cẩn thận một chút. Tỉ mỉ một chút. Thì mình đỡ ăn hành. Hôm nay cây Hồng Yên Thủy. nở này các bạn này. Nói chung thì nhân thể mời các bạn ngắm tí thôi. Một ngày trời mưa bão, bão cả nửa tháng nay rồi, không có nắng các bạn ạ. Lâu lâu lắm, thỉnh thoảng nắng được khoảng 15 phút. Còn bên này cũng là một cây xanh Huế đang có nụ lần thứ tư, nụ ra hoa lần thứ tư trong năm. tôi sẽ làm cái chậu phan trí này nhưng mà không phải là trong clip này các bạn đón xem ở clip khác nha hôm nay tôi chỉ làm một 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 chậu này thôi thì trước khi tách ấy, mình sẽ mang cái chậu này xuống dưới đất mới làm được chứ để trên này nó lung lay nó đung đưa này làm rất nguy hiểm cây này cũng khá là ổn rồi bộ rễ đã khỏe cây bên này cũng vậy này bộ dễ đã ổn này đã khỏe này lần này tôi sẽ tách âm tách âm hai cây luôn cây bà và cây mẹ tách âm rời ra khỏi cây hai cây con này Đó. thì trước khi mình tách ấy, mình phải ướm vậy thì ướm là như thế nào đầu tiên là chúng ta đưa tay vào chúng ta lắc qua lắc lại để chúng ta áng chừng xem cái mối nối của cây bà với cây mẹ ở chỗ nào rồi áng chừng xem cây con với cây cây con với cây mẹ nó sẽ nối ở chỗ nào để mình nhấn mình sấn mình sẽ đẩy nhẹ cái giả hành ra sau đó thì mình sẽ đưa con dao thẳng xuống, đưa thẳng từ trên xuống nhé. Ám chừng vào cái mối nối. Sau đó mình ấn. Ấn xuống. Vừa ấn vừa lắc, vừa lay. Đừng có miết con dao nhé các bạn. Đừng kéo lê con dao nhé, ấn xuống thôi. Đó, như vậy thôi. Mối nối nó đứt ra rồi đó sau khi mồi nối nó đứt ra rồi thì mình sẽ xịt cồn để rửa cái con dao đi xịt cồn vào chỗ mình vừa mới mình vừa mới sấn xuống một phát mình tách ra rồi xong rồi mình cứ để im vậy nhé các bạn đừng có làm gì nữa kệ nó đi rồi đến cái này bây giờ tiếp tục này Lấy tay bửa nó ra này. Bắt đầu áng chừng này. Sau đó ấn xuống này. Đừng có miết nha. Ấn xuống thôi. Đó. Rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Nó đứt ra rồi đó. Cái vết uh, tách phải nói thực sự rất là gọn, rất là nhỏ. Và rất là nhẹ nhàng đúng không các bạn? Xịt cồn này. Xịt cồn vào con dao. Tiếp theo đến cái tép bên này Mình đẩy nó ra Bửa nó lên Bửa nó lên thì bắt đầu mình sẽ ngó vào xem là nó núi ở chỗ nào Mình sẽ đưa con dao vào Nhẹ nhàng thôi Ấn này Rồi xong Nhẹ nhàng không các bạn Xịt cồn này Rồi rửa dao này như vậy là xong bây giờ mang lên trên khay để lại vị trí cũ và chờ nó đẻ các bạn lưu ý nhé nếu mà mình không tách cái cây mẹ này ra khỏi hai cây con thì cây mẹ này sẽ không bao giờ nó đẻ nữa nó cứ nằm im như vậy bây giờ mình đã tách nó ra rồi thì bữa nữa nó sẽ đẻ nó sẽ đẻ ở cái nách này nách của cái lá này. Và nách của cái lá này. Và sau khi nó đẻ nó nhú được mầm ra rồi, cái mầm nó chuẩn bị ra rễ rồi. Thì tôi sẽ bừa cái cây này ra. Tôi cắt hết rễ đi, tôi rút nó ra. Lúc đấy rồi mình mới rút sau nhé các bạn. Cây này cũng vậy này. Đợi nó đẻ rồi bắt đầu mình cắt, mình rút. Bây giờ thì đừng có đụng vào nó nữa. Cố gắng làm sao mà đừng bao giờ làm đứt bất cứ một cái rễ nào ở trong cái chậu này. Như vậy là ổn. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ nhé các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 đây. 11 giờ 18 phút ngày 24 tháng 9. Nhìn cái chậu này gần gần giống đúng không các bạn? Nhưng không phải nhé. Cái chậu này tôi mới lấy về đấy. Hôm nay là ngày 27 tháng 2. Hôm trước là tháng 9 đúng không ạ? Hôm nay 27 tháng 2. 9 này 10 11 12 1 2 5 tháng. Thì sau 5 tháng Đây cái chậu đây nhá. Sau 5 tháng thì tôi khi tôi tách ra các bạn để ý sẽ thấy này. Cái cây này nó ra được hai mầm. Cây này ra được một mầm Tôi tách ra ngày 9 tháng 12 năm 21 Còn ghi lại luôn này Nhưng mà quá trình tách Tách tôi lại quay clip khác nữa cơ Thế, thế chứ lại quên đấy Trong quá trình tách chậu và sang chậu này Tôi đã quay một clip Gọi là quá trình tách chậu Ngày 9 tháng 12 Thì ở dưới này á, Cái chậu này này Những cái chậu này sau khi mình tách âm xong Thì cái cây mẹ này Tách âm ra nhá nó cũng hơi yếu yếu một tí nhưng nó đẻ được hai con rất là khỏe mà các bạn để ý nhé cây mà nó đẻ ra con mà lá không bị vàng không bị suy không bị nhăn là ok quá đỉnh luôn đấy rồi cây này cũng vậy sau khi tách ra trồng vào đây mà cây lại rất là mỡ rất là bóng không bị trột như vậy là ok nhé các bạn ngon lành đấy trong cái chậu này thì 30% là dớn vụn New Zita. Sau đó có một cái ít viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01. 20 viên 20 10 10 thông minh tan chậm của Hàn Quốc. Sau đó là một lớp New Zita New là cái lớp này này. Đó. Sau đó tôi cho cái cây này vào. Sau đó tôi lại phủ lớp New Zitaki lên. Xong rồi hôm. Xong rồi tưới bình thường. Thì một tháng sau tôi mới bón phân nhá một tháng sau tôi mới bón phân ở trên là 20 10 10 và Ben 01 của Hùng Nguyễn có nghĩa là lần đầu tiên là có một lớp phân lót ở dưới này và sau một tháng bộ rễ nó bám rồi tôi mới bón phân lên đây thì hôm nay cây nó như vậy đấy các bạn thì các bạn biết là cái cây khi mà mình tách âm ra đó nếu mà cây nó già cây nó già thì nó cũng sẽ để con Nhưng mà nó sẽ đỡ bị trột Đây ạ Cây này già rồi nhé Lá hơi hơi vàng này các bạn Hơi hơi vàng này Nó để ra cây này Cây này Nó để ra cây này Đây này Bà này Mẹ Con Thì cây bà để ra cái mẹ xong nếu mà để cây bà và cây mẹ dính vào nhau, nó sẽ không để nữa. Cho nên tôi mới tách nó ra. Đấy, giống như các bạn mới xem clip. Cây bà này lại để thêm một cây con khác nữa. Đấy, cây này và cây này. Đây, hai cây này là hai chị em này. Đó, hai chị em cùng một mẹ. Cùng một bên nách luôn. Cùng một phía luôn. Đấy, nhưng mà bù lại là gì? Cái này khi mình tách ra nó còn bộ dễ. Nên nó để con rất khỏe. Rồi cây này nữa Đây là một chậu xanh Huế Cái chậu vừa nãy tôi cho các bạn xem Chậu này này là chậu trí nhé Đây là chậu Huế Cây bà này Cây mẹ và cây con Đây này bà này Mẹ Và con Sau khi mình Tách cây bà và cây mẹ ra Thì cái bà này lại để thêm một cây con ở bên này Rất là khỏe không bị vàng nhé Còn đây các bạn sẽ thấy này Tách không âm có nghĩa là mình tách ra một phát rồi trồng riêng cho luôn Thì những cây già nó vẫn có thể để Nhưng mà bù lại nó để xong một cái, cái là nó kiệt sức Vàng lá Đó đây Vàng này, lá này, vàng đẻ này Rất là vàng lá luôn Thậm chí bên này còn có xu hướng dụng lá luôn Thế cho nên ý, những cây mà nó nó già thì tốt nhất là nên tách âm ra các bạn nhé Sau khi nó đẻ xong Nó có mầm rồi Và cái mầm chuẩn bị ra dễ Thì mình mới nhổ ra Mình trồng vào chậu Đây ví dụ như đây là không tách âm này Cây lúc đầu rất là xanh Rất xanh rất mướt luôn Nhưng bây giờ nó vàng quạch luôn Đó Mà may là nhờ có Ben 01 À xin lỗi may mà nhờ có New Zitaki mà bây giờ nó ra được thêm cái rễ đây này ra được một cái rễ rễ rất đẹp nhá ra dạ mấy rễ luôn ấy đây rễ nữa này Đấy, dễ mới nhé Mặc dù cây già nhé các bạn Cây già vàng nhé Thì khi mà mình mới trồng mình để dưới nền như này này Nó mát Ẩm Thoáng hạn chế mất nước qua thân hạn chế mất nước qua lá mà vẫn vàng nhé nhưng mà ra được cái rễ là mừng rồi thì đó là lý do vì sao á mà tôi lại tách âm xong bắt đầu tôi mới nhổ ra để tôi trồng đây đây có mấy chậu huế nữa này các bạn tách âm rồi này nhưng mà rất tiếc là sau khi tách âm xong Nó để ra được hai cái mầm hoa thế nó mới tức chứ chuẩn bị phải nhổ cái này ra trồng riêng này không để ra mầm mà để ra hai hoa mà. tức còn cái thằng này tách âm ra xong rồi lại ra hoa nữa đây đấy còn cái thằng này tách âm ra cái để thêm đứa con bên này may đấy nói chung cũng vớt vát được còn cái cây này sau khi tách âm ra đây này cái cây tôi đang đang để ngón tay trỏ này cái cây này này sau khi tách âm ra khỏi cái cây cây con của nó là cây này thì nó đẻ thêm một cái con này đó như vậy là vớt vát được hai đứa thì cái gì cũng không phải là một trăm phần trăm không phải là trọn vẹn tuy nhiên là tách âm là một giải pháp rất là tốt để tạo giống trong cái mùa không thuận lợi của quá trình sinh trưởng và tạo giống cho những cái cây già để chúng ta đỡ bị mất giống đỡ bị mất vốn chứ. Nghĩa là cây già tách ra trồng luôn thì có thể dụng nhưng mà nếu mà tách âm còn nguyên bộ rễ thì có thể là nó đẻ nhưng nó sẽ không bị dụng. Đó. Mong là quý vị và các bạn từ cái kinh nghiệm thực tế của tôi có thể là áp dụng trong vườn nhà mình. Nói chung là clip này hơi dài dòng. Cũng không thú vị lắm, tự tôi cảm thấy nó cũng không thú vị lắm. Ừ, cho nên là cũng tôi sẽ khắc phục trong các clip khác các clip sau vì là clip mà mình làm mà mình lại còn quên quên cái đoạn giữa thì lấy đâu ra thú vị được đúng không các bạn Đấy, các bạn thấy ở đây rất là nhiều chậu tôi đang bón phân đến lúc phải bón rồi chậu này tách âm mới dã man chứ đây là chậu số 1 tách âm ra nó để ra thêm rất là nhiều mầm ở giữa bụi kìa đó nếu không tách âm thì sẽ không có những cái mầm đó đâu đây này ít nhất là chỗ này tách sẽ được ra được hai mầm này mầm rất bự luôn quá đã luôn để nhanh hơn hẳn và để nhiều hơn mà nó để trong cái mùa mà gọi là mùa khô ở trong nam và một gọi là mùa đông ở bắc nha các bạn ngoài bắc thường thì đến mùa đông ấy mùa lạnh ấy đâu có để được đâu mà khi mình tách ra trong này nó vẫn để được Thế nó mới sướng chứ Trước mắt là như vậy Bây giờ tôi phải triển khai để Tiếp tục bón phân Và quay thêm các video clip khác Để tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn Nếu mà quý vị các bạn có những cái sự thắc mắc về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan thì có thể nhắn cho tôi vào Zalo Số điện thoại Zalo của tôi là 0963 133 117. 0963 133 117 là số Zalo nhé. Đây là nick Facebook. Nhưng mà dạo này tôi rất ít dùng Facebook. Chủ yếu là dùng Zalo thôi. Tôi không bán phân mà tôi cũng không bán thuốc. Các bạn cần phân thuốc hay vật tư trồng và chăm sóc lan thì có thể liên hệ với chỗ dụng cụ cây cảnh.com. Tôi chỉ chia sẻ kỹ thuật Và nếu ai hợp duyên Thấy thích một số những cái giống lan trong vườn nhà tôi Mà lúc đấy tôi đang chia sẻ giống Thì liên hệ với tôi qua Zalo tôi sẽ giao lưu Nói chung là Chủ yếu ấy, Một vài năm gần đây Thì tôi bỏ xỉ hoặc là bán cho khách quen là chính Và chủ yếu là bán hàng qua Zalo Không có bán qua Facebook Facebook bây giờ rất là nhiều nick giả Nick ảo, nick giả mang tên Nguyễn Ngọc Hà luôn. Nên tôi cảm thấy rất là bất mãn khi mà tôi không tôi báo cáo không ăn thua gì hết. Đấy, báo cáo nick giả mà không ăn thua nên thôi, chán lắm rồi, không muốn dùng Facebook mấy nữa. Thì quý vị và các bạn chủ động chủ động liên hệ. À, xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau ạ. À. Xin kính chào.